Thưa quý vị và các bạn, được xây dựng cách đây khoảng 300 năm với kiến trúc độc đáo của cổng chùa giống như một cái hang, chùa Kompong Tray hay còn gọi là chùa Hang là một trong những ngôi chùa cổ đẹp và nổi tiếng nhất của tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, điểm đặc biệt hơn là ngay bên trong ngôi chùa thì có một xưởng điêu khắc mà hầu hết các nghệ nhân ở đây là những sư sãi tu trong chùa hoặc là những nhà sư đã hoàn tục. Và trong tiểu mục về làng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm xưởng điêu khắc đặc biệt này. Anh Sơn Sóc là một trong bốn người đầu tiên được nghệ nhân Thạch Buông dạy nghề điêu khắc gỗ ở chùa Hang. Năm 18 tuổi, anh đến chùa Hang để tu. Trong quá trình tu ở chùa, anh bị hấp dẫn bởi những đường nét độc đáo tinh xảo của những sản phẩm điêu khắc trong chùa và sinh học điêu khắc. Giờ đây, sau khi hoàn tục, anh lập gia đình và vẫn tiếp tục nghề điêu khắc tại chùa Hang. Sư cả trụ trì Thạch Xuân có mời nghệ nhân đến đây để mà làm cái nghề gốc cây nè. Hồi đó tôi cũng còn tu thì xin ông thầy học. Hoàn tục cũng đeo nghề luôn, rồi cũng làm hàng ngày thì có gốc cây thì yêu thích thì mua hoặc là đi sưu tầm gốc cây cũng làm nghề tới giờ. Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông Khmer, thanh niên Khmer đến tuổi trưởng thành phải đi tu. Khi vào chùa, họ được học chữ Pali, kinh Phật và chọn học nghề theo ý nguyện. Sau thời gian tu ở chùa, các sư có thể hoàn tục trở về cuộc sống bình thường. Khi đó, nếu có nghề trong tay thì họ sẽ dễ dàng hòa nhập lại cuộc sống bình thường. Đối với nhà sư trong khi đi tu á, thì chủ yếu là học cái giáo lý hay là Phật học thôi. Nhưng mà đối với chùa Hang của sư ở đây, sư khuyên khích cho các vị nên học cái nghề điêu khắc gỗ này. Sau khi mình hoàn tục ra, mình sẽ tạo điều kiện cho bản thân mình, hay là mình có thể có nghề trong tay này, mình đi làm. Gần 100 sư sãi ở chùa Hang, có tới 1/3 các sư theo học nghề điêu khắc. Hàng ngày, sau giờ niệm kinh, sư Thạch Đi Nết đều tham gia điêu khắc gỗ tại chùa. Gắn bó với nghề điêu khắc gần 2 năm nay, đến nay sư Thạch Đi Nết đã có thể chạm trổ điêu luyện hình các loài chim thú trên những gốc cây cổ thụ. Mới vô thì chưa có học, mới vô thì học kinh khoảng 4-5 tháng. Khi nào mà học kinh xong thấy đầy đủ, rồi sư mới bắt đầu vô học cái này, xin thầy vô học cái này. Nghề điêu khắc này như là sở thích của sư, rồi cái này nó giữ gìn cái truyền thống văn hóa của dân tộc, của người dân tộc Khmer này nữa. Dưới sự tĩnh lặng của ngôi chùa, đời sống của các loại chim muông dã thú đã được các nhà sư thể hiện sống động trên những gốc cây cổ thụ. Dưới bàn tay khéo léo của những người thợ đặc biệt, những gốc cây sần sùi trở thành những tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh xảo. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho những sư sãi và thanh niên địa phương, nghề điêu khắc gỗ ở chùa Hang còn góp phần khôi phục lại nghề điêu khắc truyền thống của người Khmer vốn đã mai một từ nhiều năm qua.